kiếm được những cái phiên sim một gốc to này hơi ít đấy. À vẫn đang có quả này, vẫn còn quả đấy. Sim này độc đáo đấy. Trồng con hoa giấy thay chậu đây là bánh cúc đây, thay sang cái chậu đồng này bánh cúc đây đẹp. Tôi là bánh cúc đây đẹp, cho là cái chậu khác, cái nhìn khác hẳn. Tôi là bánh cúc đây, bánh cúc đây. Cái này bao tiền đấy bác? Cái này 25 triệu. Đẹp đấy. Giấy tím, cũng là giấy tím nhỉ. Đấy. Cao hơn người bác kia. Rất khỏe khoắn. Rất khỏe khoắn mà rất điệu. 25 triệu. À đây có số điện thoại này nhé. Đây, con đào tiên này, con đào tiên đang nhiều quả, đào tiên đây, đào tiên nha. Đứng xa thì không rõ, đứng gần thì không phù hết. Đấy các bạn. Giấy thì hôm trước tôi quay rồi, nay lướt qua tí. Sắp sửa tạm biệt nó rồi. Vừa mới có một cái nhát cắt ở đây. Dám quyết định lúa mà khi thân nó còn tươi với lại có những cái nhát cắt như này thì không phải bác nào cũng dám làm đâu nha. Rồi, mấy cái phôi tường bi đẹp quá. Bao tiền con này đây? Con đấy 2.7 triệu. Đẹp quá nhỉ. Thế còn con tròn tròn này? Con tròn tròn này 2 triệu. Này là một đôi một cặp nhỉ. Đẹp. Đều có đôi hết. Nhài với ổi. Nhài với ổi quái. Ổi quái rút chị. Những cây thành phẩm kia. Phía gì có sao không? Đầu sao chân đầu hay gì chứ? Đấy, cây làm cái đẹp hơn được quá. Nó giấy. Quên mua đồ cho ơi. Bán nó. Có bán thôi. Đâu kia à? Đâu kia à? Phải bán đi. Đứng bên này hơi ngược sáng đi. Đang chờ chủ nhân đi vào. Bộ đôi linh sang. Ngày mai là ngày cuối rồi. Chắc ngày hứa hẹn nhiều đấy.
nhớ những cuộc giao dịch ấy. Hồng xiêm, hôm trước có cây hồng hồng quả, nay là hồng xiêm. Cụm Mai Sứ Thủy kìa. Đây này, cái khu vực này nó bán những cái chậu Đồng Nai, nó khá là đẹp. Nó chưa được như chậu Tàu nhưng mà rất là đẹp. Chậu Đồng Nai rất là đẹp, trồng bonsai rất là hợp, mà giá nó cũng hợp lý thôi. Mai ra mà quất các bác nha. Đôi khế kỳ lân. Đôi khế kỳ lân. Đấy, hôm trước tôi có quay em mày nó mới để lên chầu nhau đây, rất là cân. Rất là cân. Đấy. Một số bác bán rong mở chợ tôi gặp hôm nay cũng ra đây. Vì là đông đúc như này. Ai à, hôm nay cái khu vực dụng cụ tạo tác đây, dụng cụ tạo tác rất nhiều người ra mua, có lẽ là đông nhất là cái khu vực dụng cụ này. Tí nữa phải ra thưởng một cái gì đấy. Dây uốn cây này, các loại bình xịt, bình kéo, làm đất làm rễ có hết, các loại mũi khoan, lưỡi cưa, đục bào có hết. Chuyên nghiệp thì phải sắm các bạn, chứ mình chơi là phải chuyên nghiệp dần. Mặc dù chưa phải là nghệ nhân gì cả, nhưng mà mình cần cái gì là có đồ đấy, mình rất là tiện mà sẽ tay nghề rất lên rất cao rất nhanh. Dù của bác Văn Rong đấy, một số bác ở chợ cây Hà Đông ra đây rồi. Hôm đầu không thấy đâu nhưng hôm nay em thấy có vui rồi. Ăn được vị này. Chợ Đồng Nai. Đằng kia để quay những cái cây khủng mới. Đây một dãy ngũ sắc rất đẹp, mà tôi không khoái ngũ sắc cho lắm. Đang dừng ngũ sắc. Ôi, nhiều ngũ sắc thế nhỉ. Dâu. Dâu tằm. Dâu. Dâu tằm. Dâu cân đối quá. Con Nam Điền kia rũ bỏ lá đi, nhìn chờ quả đẹp. À đây có cái sim này kia, đằng sau kia kìa, mà quay cái cây thông này cái này. Đấy, đẹp chưa, cây thông này của anh đẹp quá nhỉ. Bao tiền cây này anh ơi? Bao tiền cây này anh ơi? Một đôi hơn à? Một cây thôi đúng
Ở đây có một đôi này, đôi chầu vào nhau này, đẹp. 25 triệu một cây nhé. Ôi, con sim kia hay đấy. Con sim kia hay đấy. Gốc. Kiếm là những cái sim gốc to chưa? À, vẫn đang có quả. Đấy, một cái sim nhé. Kiếm được những cái phiên sim mà gốc to này hơi ít đấy. À, vẫn đang có quả này. Sim này độc đáo này. Vẫn còn quả. Đấy. Sim này độc đáo đấy. Bình Giang rất nhiều hoa. Cứ bảo là làm một cái clip tổng hợp những cây mà ưng nhất ở đây nhưng mà chưa làm được. Mỗi hôm cứ có những cái cây mới nhiều quá, không thể nào mà có thời gian mà làm được. Chắc là hẹn các bác ngày mai. Hồng Ngọc Mai. Hay đấy. Đơn giản mà hay. Lang thang trong này không muốn về đâu các bạn. Cây nữa rồi. Xanh phi thì rất đẹp mà khá là nhiều. Phi lao, nó đang sửa cái phi lao đẹp mà. Cây này thì bắt đầu ở đây không? Cây này khoảng bao nhiêu tiền? Gần trăm. Gần trăm. Nói công phu lắm. Phi lao. Gần trăm. Phi lao. Cây này thì đừng đùa, đi ra đùa rồi. Kỹ. Rất kỹ. Đấy. Một số bác đang mở bán nhà đi trả đủ một cái cây. So sánh thế thì khó lắm. Đây, cái xoài. Cây gì cũng có thể thành bonsai. Quan điểm là các bác có dám làm hay không thôi. Một cái xoài rất là to nhưng mà các bạn có thể làm được một cái cây cảnh thế rất là đẹp. Sau nó có quả nữa thì nhìn mất mắt. Ra đây mới có nhiều cái ý tưởng các bác, học hỏi những cái ý tưởng mới. Đây cái hoa giấy. Cúc rành rành. Mình mà kinh doanh hoặc là nghệ nhân có nhà vườn ra đây vào cây thì tuyệt vời. Các vùng miền ở phía đằng sau vừa nãy đằng kia họ báo giá rất là hợp lý, đằng trước này thì có vẻ chưa thân thiện lắm, hoặc là báo giá một cách cho xong để mình nghĩ mình không mua mà cũng dễ hiểu thôi. Dầu tặng đấy, con lục vườn hôm trước cứ quay này. Bây giờ là có một con sung đại thụ nó trầu ở đây. Con này thì to thì quả thì kinh khủng rồi, nhưng mà dáng thế thì dáng thế cũng ngon rồi, nhưng mà thay tán thì chưa được làm. Cái này cần phải nhớ rất nhiều thời gian nữa. Bắp xanh rất cân rất chỉnh.
lại một con xanh trà bá ở đây. Đấy, cây này chắc phải đứng xa 10 mét mới quay được hết. Rồi có cái xe buýt ở kia vướng không quay được. Đây, vâng. Khu này nó không được nháo nhiệt cho lắm, chỉ toàn là những cây cổ thụ. Đang làm dở cây này. Gần tối khu vực cây cổ thụ, các nhà vườn. Từ nãy tôi thấy cái cây vú sữa ở đằng này, vú sữa cũng rất là to mà trước chưa quay được, hôm nay ra quay. Cây cụ kế này. Đây. 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 Còn sữa ở đây. 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 Sữa. Đây là quanh khúc đây. Quanh khúc đây. Kia là củ gạo. Tôi là quanh khúc đây. Củ gạo nó hẹp không vào được. Quanh khúc đây. Củ hoa gạo. Ở đây là tôi là quanh khúc đấy. Cụ sữa. Cụ sữa. Quanh khúc đấy.